Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh tin tức mới nhất 24 giờ của chúng tôi. Kính chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi những bản tin mới nhất trên kênh của chúng tôi. Tài tử Huỳnh Thụ Đường qua đời vì ung thư phổi và đại tràng. Vào ngày 10 tháng 4, thông tin nam diễn viên gạo cội Huỳnh Thụ Đường đã qua đời ở tuổi 77. Vào 2 giờ sáng cùng ngày, con trai Huỳnh Vinh Chương đã thông báo về sự ra đi của nghệ sĩ lão làng. Cha có thể an lòng về với Chúa mà không cần lo lắng. Con rất biết ơn khi được ở bên cha trong những ngày cuối đời. Con biết ơn vì con có thể được phụng dưỡng cha. Con biết ơn khi được lớn lên trong vòng tay của cha. Cảm ơn cha, con yêu cha. Nam diễn viên lồng tiếng viết trên trang cá nhân. Thông tin cho biết, Huỳnh Thụ Đường được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại tràng giai đoạn 2 vào năm 2017. Đầu tháng 3, tình hình ông chuyển biến xấu, khó thở và phải nhập viện. Tại đây, nghệ sĩ gạo cội tiếp tục phát hiện mắc bệnh ung thư phổi, tế bào đã di căn. Được điều trị tích cực trong vòng 23 ngày, nhưng do tuổi cao sức yếu, nam diễn viên không qua khỏi. Huỳnh Thụ Đường sinh năm 1946, ông hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh từ năm 1966 với vai trò đạo diễn, kiêm diễn viên võ thuật. Đến năm 1979, Huỳnh Thụ Đường nổi tiếng nhờ vai chính trong Điệp biến của đạo diễn Từ Khắc. Nam diễn viên từng tham gia diễn xuất cho đài TVB và ATV. Với không ít tác phẩm ăn khách như Sở Lư Hương, Thân Tình, Võ Trung Nhân, Thiên Vương Chi Vương, Khử Tà Diệt Ma. Trong đó vai diễn Cầu Thúc trong Khử Tà Diệt Ma của ông đã đi vào hàng kinh điển trên màn ảnh nhỏ Hồng Kông. Dù sức khỏe không đảm bảo sau các cuộc hóa xạ trị bệnh ung thư, Huỳnh Thụ Đường vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật. Năm 2017, sau cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u, ông trở lại phim trường làm cố vấn võ thuật cho tác phẩm Phản Hắc. Năm 2018, ông tham gia bộ phim Trời Xanh Mây Trắng. Lần cuối cùng Huỳnh Thụ Vương xuất hiện trước công chúng là tháng 2 năm 2020 tại lễ kỷ niệm của Hiệp hội Diễn viên Đóng Thế của Hồng Kông và được trao giải thưởng cống hiến trọn đời. Ông từng sang Việt Nam tham gia bộ phim Thề Không Gục Ngã, đóng vai cha của nam diễn viên Bình Minh. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.